Chào các bạn, mình đang ở gian hàng của Intel và ở đây chúng ta có một cái máy điện thoại của Lenovo sản xuất. Cái máy này được trưng bày ở đây bởi vì nó sử dụng cái con chip Atom của Intel sản xuất. Đây chúng ta có là cái Atom Z2460 và cái máy này là Lenovo K800. Cái Lenovo K800 này rất là đẹp, nó cứng cáp và xịn hơn hẳn tất cả những cái máy Ophone như máy của Lenovo Trung Quốc mà mình đã từng cầm. Nó vuông vắn và cái thiết kế mặt sau rất là đẹp và thấy là nó vát chéo về hai đường, rất là độc và không giống cái sản phẩm nào khác. Ở mặt trước thì nó là hình vuông, rất là cứng rắn, mạnh mẽ. Chúng ta có những cái đường cắt nhỏ hai bên. Đây ở góc này thì bạn có thể thấy nó cắt nhỏ ra hai bên. Rất đẹp. Ở mặt trước thì Lenovo có một cái màn hình 4,5 inch độ phân giải cao 1280x720. Chính vì vậy mà khi mà mình thử thể hiện hình ảnh ở những cái nội dung như thế này thì nó rất là mịn và tuyệt vời. Nhưng mà ở trong menu thì do cái máy này sử dụng cái hệ điều hành Ophone, họ đã tùy biến đi nên những cái giao diện nó không có được đẹp lắm, không có nét và màu sắc cũng không có tốt. Nhưng mà khi mà thể hiện hình ảnh hay là những cái màn hình chính thì nó rất là đẹp. Đây, cái nội dung hình ảnh. Cái máy Lenovo này chạy rất là nhanh so với những cái máy Android khác mà mình từng dùng. Ví dụ như mình bấm vào đây thì nó gần như là nó load ngay lập tức, nó không có phải bị trễ, không có độ trễ nhiều. Cái trước Lenovo này thì mình coi ở trong phần About thì nó nói là đang sử dụng cái phiên bản là 2.3.7. Nhưng mà thực tế thì có anh ở đây, anh lại nói là 3.2, nhưng mà có người lại nói là 4.0. Tại vì nó sử dụng cái nền tảng Ophone nó hơi khác với thế giới nên mình cũng không biết được. Máy không có Android Market để kiểm tra, chỉ có Lenovo Store thôi. Tại vì của Trung Quốc thì họ đã chặn lại. Cái máy này khá là mạnh, nó sử dụng cái chip xử lý Medfield của Intel 1.6GB. Tuy là đơn nhân nhưng mà cũng rất tốt. 512 MB và màn hình thật là tuyệt vời. Cái máy này sẽ được bán vào quý 2, không biết là nó có đến được Việt Nam hay không. Cảm ơn các bạn.